Vịnh san hô, tên của khu du lịch này được nhiều du khách tìm đến mỗi khi đến Nha Trang, Khánh Hòa. Vẻ đẹp kỳ thú trong lòng đại dương, nơi có rạn san hô cùng cuộc sống phong phú của thủy sinh vật đã khiến cho mỗi năm không dưới 400.000 du khách đến đây. Điều gì sẽ xảy ra nếu những vùng biển như thế này hứng chịu rác thải nhựa từ du khách? Lo ngại đó cũng là ngọn nguồn để hoạt động bảo vệ môi trường được đơn vị tổ chức du lịch Việt ASEAN đặt lên hàng đầu. Những lời nhắc nhở không vứt rác xuống biển là một trong những điều đầu tiên khi du khách bước lên tàu để đến với khu du lịch Vịnh San Hô. Dọc theo bờ biển nơi du khách tắm nắng và ngắm nhìn sóng biển, cứ vài mét lại có một sọt rác. Đã khiến cho nhiều du khách, thay vì thói quen cho rác xuống bãi biển, thì giờ họ đưa ngay vào sọt rác. Việc kiểm tra, gom rác dưới đáy biển được thực hiện mỗi ngày, bởi dù ở đây không thải rác xuống biển, nhưng rác thải nhựa từ khu vực biển khác vẫn tràn đến. Chúng mình có vệ sinh dưới đáy biển, bằng cách là anh em phải tổ chức đi từng nhóm để mà vệ sinh rác dưới đáy biển. Trên bờ thì có những thùng rác nằm ở vị trí rải rác mọi nơi, và cũng khuyến khích khách là không được vác rác xuống biển. Vài mươi phút trải nghiệm cuộc sống dưới đáy đại dương không phải là nhiều, nhưng vẻ đẹp trong lành của biển cũng đủ nhắn gửi đến du khách về một thông điệp khi đến với biển. Em có một cái cảm giác rất là xúc động, đó là lý do khi sau khi em về em cũng bảo con em khi ra ngoài bờ biển du lịch cũng phải, thứ nhất là mình không có rác, hai nếu mà nhìn thấy rác em cũng sẽ nhặt và vứt vào xò rác. Em nghĩ là tất cả chúng ta đều nên phải bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng môi trường.